lời cầu nguyện trúng xổ số Thiên thần Uriel và Thi thiên văn 65 để trở thành triệu phú. Chỉ làm một lần. Chào mừng bạn đến với kênh Hiểu về tâm trí, nơi hiện ra trước mắt ta là con đường thịnh vượng và dồi dào. Và chúng ta sẽ cầu nguyện với thiên thần Uriel, cùng mơ về những con số xổ số. Và rồi bạn sẽ trở thành triệu phú tiếp theo. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Uriel, người mang phước lành thiêng liêng và dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng, thành công và may mắn để trúng xổ số, bằng cách tiết lộ cho chúng ta trong giấc mơ hoặc trực giác những con số may mắn. Chúng ta cầu xin phước lành trong cuộc sống tài chính, để tâm linh mở rộng con đường của chúng ta, để năng lượng của sự thịnh vượng tài chính, dồi dào và phú quý vô hạn luôn hiện diện và bền vững. Hãy có niềm tin và tin tưởng vào sức mạnh thiêng liêng của bạn, biết rằng bạn đang được ban phước với phước lành từ xổ số và sự dồi dào, để bạn trở thành triệu phú tiếp theo trong gia đình mình. Nếu bạn thích nội dung của chúng tôi và muốn nhận thêm những lời cầu nguyện, hãy đăng ký, để lại like và bật tất cả các thông báo. Hãy chia sẻ lời chứng của bạn về niềm tin và để lại thông điệp hy vọng trong phần bình luận. Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trong cuộc tìm kiếm phép lạ tài chính. Đừng quên để lại trong phần bình luận câu: với sự giúp đỡ của tổng lãnh thiên thần Uriel, tôi sẽ trở thành triệu phú tiếp theo và tôi sẽ có nhiều tiền để giúp đỡ toàn bộ gia đình mình. Amen. Bây giờ hãy hít thở sâu, nhắm mắt lại và cảm nhận năng lượng thiêng liêng của tổng lãnh thiên thần Uriel đang ở đây vào lúc này. Cảm nhận ánh sáng chiếu sáng trong cuộc sống của bạn, dẫn dắt bạn đến thành công tài chính và thực hiện những giấc mơ của bạn, để tối nay bạn sẽ có sự tiết lộ về những con số xổ số trong giấc mơ của mình và trở thành triệu phú tiếp theo trong gia đình bạn. Kính thưa tổng lãnh thiên thần Uriel, hoàng tử của ánh sáng, tổng lãnh thiên thần của lửa thiêng, chúng con cầu xin sự can thiệp của Ngài trong cuộc sống của chúng con và xin Ngài giúp đỡ chúng con vào lúc này. Tổng lãnh thiên thần vĩ đại của ngọn lửa thiên đàng, xin giúp đỡ chúng con và xoa dịu nỗi đau và lo lắng của chúng con, dẫn dắt chúng con trên những con đường thịnh vượng và làm đầy trái tim chúng con bằng niềm vui. Tổng lãnh thiên thần Uriel, hiện thân của ánh sáng và người mang phước lành thiêng liêng, con cúi đầu trước sự hiện diện vĩ đại của Ngài, nhận ra rằng Ngài là người bảo hộ của sự may mắn và giàu có khả năng kết nối con với năng lượng thịnh vượng và dẫn dắt con đến thành công và chiến thắng. Tổng lãnh thiên thần thiêng liêng của sự thịnh vượng, xin hãy làm việc trên tư duy của con để con có những suy nghĩ thịnh vượng và dồi dào, bởi con biết rằng sự thịnh vượng trước tiên xuất hiện trong tâm trí và trái tim. Xin giải thoát con khỏi những niềm tin hạn chế và những mẫu hình thiếu thốn. Hãy tăng cường tần số rung động của linh hồn con để năng lượng mạnh mẽ của ánh sáng vàng của Ngài có thể hiện hữu trong cơ thể tâm trí, cơ thể vật lý và cơ thể tâm linh của con. Với ánh sáng vàng của Ngài, tổng lãnh thiên thần Uriel, hãy soi sáng tâm trí con và ban cho con ân sủng cần thiết để đạt được chiến thắng trong xổ số. Con cầu xin Ngài ban phước cho đôi tay của con khi con chơi, truyền vào chúng sự khôn ngoan và hướng dẫn thiêng liêng. Hãy đánh thức trong con những giấc mơ tiết lộ và những trực giác mạnh mẽ để con có thể chọn chính xác những con số may mắn dẫn đến sự giàu có mà con mong muốn. Thiên thần thánh thiện của Chúa, xin hãy loại bỏ mọi rào cản, chướng ngại vật và cản trở khỏi cuộc sống và con đường của chúng con, phá hủy những niềm tin cũ hạn chế và giải phóng chúng con khỏi sự thiếu thốn. Hãy giúp chúng con thay đổi tư duy để đồng điệu với năng lượng tiền bạc và dòng chảy thịnh vượng vô hạn. Bằng cách đó, chúng con có thể kết nối với những người, cơ hội và tình huống sẽ tạo ra tiền bạc, giàu có và hạnh phúc cho cuộc sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài vì đã ban cho con ân sủng thiêng liêng và phép lạ tài chính này, mang lại may mắn và thành công cho cuộc sống của con, củng cố con và các mục tiêu của con, và cho con thấy trong giấc mơ và trực giác những con số may mắn để đạt được tự do tài chính thông qua một giải thưởng lớn trong xổ số. Hãy bình luận: tôi là giàu có, tôi là hạnh phúc,
tôi là thịnh vượng, tôi là thành công. Tổng lãnh thiên thần Uziel, xin ánh sáng vàng của Ngài đồng hành cùng con trong mỗi bước con tiến tới việc đạt được những con số may mắn. Xin năng lượng nhân từ và tỏa sáng của Ngài truyền cảm hứng cho con hành động với sự khôn ngoan và sáng suốt khi chọn lựa các trò chơi và tổ hợp chiến thắng. Con cầu xin sự can thiệp thiêng liêng của Ngài ban phước cho sự lựa chọn của con, dẫn dắt con trên con đường thịnh vượng và thành công. Mong rằng cánh cửa giàu có sẽ mở ra trước mặt con, dẫn dắt con bởi ánh sáng của Tổng lãnh thiên thần Uriel. Mong rằng những ước mơ của con sẽ thành hiện thực và con có thể chia sẻ lòng biết ơn của mình với thế giới, lan tỏa thông điệp về sự thịnh vượng và thành công đến tất cả. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, hãy hít thở sâu và thư giãn, cho phép năng lượng vàng của sự thịnh vượng tràn ngập toàn bộ con người của bạn. Cảm nhận sự hiện diện yêu thương và bảo vệ của Tổng lãnh thiên thần Uriel xung quanh bạn, dẫn dắt bạn đến sự dồi dào tài chính và thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bây giờ hãy tưởng tượng mình đang ở trong một nơi yên bình và thiêng liêng, nơi bạn đang đứng trước Tổng lãnh thiên thần Uriel. Cảm nhận sự hiện diện, tình yêu và sự khôn ngoan tỏa ra từ Ngài. Hãy hình dung một ý định rõ ràng và vững chắc trong trái tim bạn để thu hút sự thịnh vượng, dồi dào và chiến thắng vào cuộc sống của bạn. Cảm nhận như thể ý định đó đang được Tổng lãnh thiên thần Uriel lặp lại, khuếch đại năng lượng của nó. Hãy hình dung năng lượng đó đang lan tỏa khắp cơ thể bạn, mở rộng và biến đổi thành sự hướng dẫn thiêng liêng thâm nhập vào tâm trí bạn. Cảm nhận sự hướng dẫn đó biến thành những con số xổ số chiến thắng. Khi bạn tỉnh dậy từ buổi thiền này, hãy chắc chắn rằng những con số chiến thắng đó đã được khắc sâu trong tâm trí bạn và bạn sẽ nhớ rõ chúng khi cần. Hãy cảm ơn Tổng lãnh thiên thần Uriel vì sự hiện diện và trợ giúp yêu thương của Ngài. Biết rằng bạn có thể quay lại không gian thiêng liêng này bất cứ lúc nào để nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ trên hành trình tài chính của mình. Bây giờ hãy đưa sự chú ý trở lại cơ thể bạn, cảm nhận sự kết nối với mặt đất dưới chân bạn. Hãy để cảm giác bình yên và quyết tâm ở lại với bạn khi bạn trở về trạng thái tỉnh táo. Năng lượng thiêng liêng của Tổng lãnh thiên thần Uziel dẫn dắt tôi trên con đường thịnh vượng và thành công. Tôi xứng đáng với một cuộc sống dồi dào trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả may mắn tài chính và trực giác thiêng liêng, giúp tôi chọn những con số xổ số chiến thắng. Đôi tay tôi được ban phước bởi sự khôn ngoan của Tổng lãnh thiên thần Uziel, mang lại chiến thắng cho tôi trong xổ số. Tôi buông bỏ mọi mẫu hình hạn chế và mở ra không gian cho sự hiện thực của sự giàu có và thịnh vượng trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày, sự kết nối của tôi với năng lượng thiêng liêng của Tổng lãnh thiên thần Uriel càng trở nên mạnh mẽ hơn, mang lại cho tôi sự thịnh vượng lớn hơn. Tôi biết ơn sự hào phóng và lòng tốt của Tổng lãnh thiên thần Uriel, người đã ban phước cho tôi với một cuộc sống thịnh vượng. Năng lượng của Tổng lãnh thiên thần Uriel bảo vệ tôi trong những cơn bão của cuộc đời, cho phép tôi luôn vững chắc và an toàn trong công việc của mình. Những giấc mơ của tôi tiết lộ rõ ràng những con số xổ số chiến thắng. Tôi là nam châm thu hút giàu có và tiền bạc, thu hút chúng với sự dễ dàng và niềm vui. Con đường kinh doanh của tôi được ban phước bởi Tổng lãnh thiên thần Uriel, đảm bảo sự phát triển và thành công của công việc của tôi. Ngôi nhà của tôi là một thánh địa của sự hòa hợp, hạnh phúc và thịnh vượng, được ban phước bởi sự hiện diện của Tổng lãnh thiên thần Uriel. May mắn đang ở bên tôi và tôi tìm thấy những con số đúng đắn sẽ dẫn tôi đến chiến thắng trong xổ số. Mỗi bước tôi đi trên con đường đạt được thành công tài chính đều được hỗ trợ bởi sức mạnh và sự dẫn dắt của Tổng lãnh thiên thần Uriel. Tôi được ban ân thiêng liêng bởi Tổng lãnh thiên thần Uriel để đưa ra những quyết định khôn ngoan và chiến lược trong việc chọn lựa những con số xổ số. Thánh vịnh 65, ca ngợi Ngài, lạy Chúa, trong giai ẩn và nguyện cho mọi sự sẽ được thực hiện. Ngài là đấng nghe lời cầu nguyện, tất cả xác thịt sẽ đến với Ngài. Những tội lỗi của chúng con đã thắng chúng con, nhưng về các sự vi phạm của chúng con, Ngài sẽ thanh tẩy chúng đi.
phước cho người mà Ngài chọn và khiến họ đến gần Ngài, để họ được cư ngụ trong các tòa án của Ngài. Chúng con sẽ được thỏa mãn với sự tốt lành của ngôi nhà của Ngài, thậm chí là của thánh điện thánh của Ngài. Tổng lãnh thiên thần nhân từ Uriel, xin hãy đáp lại những yêu cầu của tôi một cách khẩn cấp để năng lượng của tiền bạc phúc lành cuối cùng sẽ đến và tồn tại vĩnh viễn trong cuộc sống của tôi, để tôi sẽ nhận được số tiền lớn bất ngờ thông qua các giải thưởng và các cuộc cá cược xổ số. Kính yêu Tổng lãnh thiên thần Uriel, tôi tin tưởng vào sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Mong rằng ánh sáng thiêng liêng bao quanh mọi khía cạnh của cuộc sống tài chính của tôi, mang lại sự giàu có, thịnh vượng và thành công. Tôi cảm ơn trước vì sự trợ giúp yêu thương của Ngài và tất cả những phước lành đang đến. Mong rằng những lời cầu nguyện thiêng liêng này vang vọng trong trái tim tôi và hiện thực hóa thành sự thật cụ thể trong cuộc sống của tôi. Tôi tin tưởng vào lòng từ bi của Ngài, Tổng lãnh thiên thần Uriel, và tôi cảm ơn Ngài vì sự can thiệp của Ngài trong cuộc hành trình tìm kiếm giải thưởng xổ số của tôi. Vinh danh năng lượng thiêng liêng của Ngài trong cuộc sống của tôi. Tôi cúi đầu trước sự hiện diện và quyền năng thiêng liêng của Ngài. Vậy thì hãy để điều đó xảy ra. Amen. Trong cuộc hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng và thành công, con người thường quay về với những nguồn lực tâm linh và niềm tin vào sự can thiệp thiêng liêng. Những lời cầu nguyện, như một hình thức giao tiếp với thế giới tâm linh, đã tồn tại hàng ngàn năm, đem lại sự an ủi, hy vọng và sức mạnh cho những ai tin tưởng vào chúng. Trong thế giới hiện đại đầy những thách thức và cơ hội, chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thực thể thiêng liêng nhằm dẫn dắt chúng ta đến với con đường tài chính dồi dào và một cuộc sống thịnh vượng. Một trong những hình thức cầu nguyện đặc biệt đang ngày càng phổ biến là lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel, vị thiên thần được biết đến với sự hiện diện mạnh mẽ và phước lành dành cho những người tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính. Tổng lãnh thiên thần Uriel, với danh hiệu Hoàng tử của ánh sáng, là một biểu tượng của sự thông thái, ánh sáng thiêng liêng và sự dẫn dắt trên con đường thành công. Ngài được tôn vinh như là người mang lại ánh sáng của sự thật và sự khai sáng, giúp con người vượt qua những khó khăn và đạt được những mục tiêu tài chính trong cuộc sống. Lời cầu nguyện để trúng xổ số với sự giúp đỡ của Tổng lãnh thiên thần Uriel không chỉ là một hình thức kêu gọi sự can thiệp từ thế giới tâm linh mà còn là một hành động khẳng định niềm tin và quyết tâm. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không chỉ mong chờ một kết quả tức thì, mà còn cam kết với chính mình về sự thay đổi trong tư duy và hành động. Sự thay đổi này là yếu tố cốt lõi để đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu thịnh vượng và thành công. Trong lời cầu nguyện, chúng ta không chỉ đơn thuần yêu cầu sự thịnh vượng, mà còn kêu gọi sự giải phóng khỏi những niềm tin hạn chế và những rào cản tâm lý ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu. Tổng lãnh thiên thần Uriel, với sức mạnh của ánh sáng thiêng liêng, được cầu xin để làm việc trên tư duy của chúng ta, để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực, hướng đến sự dồi dào và phú quý. Nhưng tại sao lại là xổ số? Xổ số, với bản chất là một trò chơi may rủi, thường được xem là một phương tiện để đạt được sự thịnh vượng nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, xổ số còn đại diện cho một ước mơ, một niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel không chỉ đơn thuần là mong muốn trúng xổ số, mà còn là mong muốn được dẫn dắt đến với những cơ hội tài chính, những cơ hội mà chúng ta có thể chưa nhận ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi chúng ta cầu nguyện, Tổng lãnh thiên thần Uriel được kêu gọi để soi sáng con đường phía trước, giúp chúng ta nhận ra những cơ hội mà chúng ta có thể đã bỏ lỡ. Ngài giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, để không chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm may mắn từ xổ số, mà còn từ những hành động và quyết định hàng ngày. Tổng lãnh thiên thần Uriel khuyến khích chúng ta không chỉ dựa vào may mắn mà còn phải hành động, phải chuẩn bị bản thân để đón nhận và nắm bắt cơ hội khi nó đến. Hành trình đến với sự thịnh vượng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những thất bại,
những trở ngại khiến chúng ta cảm thấy mất phương hướng. Tuy nhiên, qua lời cầu nguyện, chúng ta nhắc nhở bản thân rằng chúng ta không đơn độc. Sự hiện diện của Tổng lãnh Thiên thần Uriel mang lại cho chúng ta sự an ủi và sức mạnh để vượt qua những thời khắc khó khăn đó. Khi chúng ta cầu nguyện và thiền định, chúng ta tạo ra một không gian thiêng liêng, nơi mà chúng ta có thể kết nối với sức mạnh thiêng liêng của Ngài, nơi mà chúng ta có thể tìm thấy sự hướng dẫn và cảm hứng. Thiền định và tưởng tượng là hai yếu tố quan trọng trong việc thực hiện lời cầu nguyện này. Khi chúng ta nhắm mắt lại và hít thở sâu, chúng ta không chỉ thư giãn cơ thể mà còn mở ra một cánh cửa đến với thế giới tâm linh. Trong không gian yên tĩnh đó, chúng ta có thể hình dung ra ánh sáng vàng rực rỡ của Tổng lãnh Thiên thần Uriel bao quanh chúng ta, chiếu sáng và làm sáng tỏ những góc khuất trong tâm trí và trái tim. Ánh sáng đó mang theo năng lượng tích cực, giúp chúng ta loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những tư duy thịnh vượng. Khi chúng ta tưởng tượng ra mình đang đứng trước Tổng lãnh Thiên thần Uriel, chúng ta không chỉ thấy một hình ảnh, mà còn cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ từ Ngài. Sự hiện diện của Ngài mang lại cho chúng ta một cảm giác an toàn, rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn luôn có một người bạn đồng hành thiêng liêng, sẵn sàng dẫn dắt và hỗ trợ chúng ta. Với niềm tin đó, chúng ta có thể dũng cảm đối mặt với mọi thử thách và tiến bước trên con đường thịnh vượng. Trong hành trình này, chúng ta cần nhớ rằng sự thịnh vượng không chỉ đến từ những gì bên ngoài mà còn từ sự thay đổi bên trong. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho bản thân, cả về mặt tinh thần lẫn tâm lý, để đón nhận những phước lành mà chúng ta cầu nguyện. Điều này bao gồm việc thay đổi tư duy, loại bỏ những niềm tin tiêu cực và mở ra không gian cho những điều tốt lành. Khi chúng ta thay đổi từ bên trong, thế giới bên ngoài sẽ phản ánh lại sự thay đổi đó, và chúng ta sẽ thấy mình thu hút được nhiều cơ hội và sự thịnh vượng hơn. Một phần quan trọng khác của lời cầu nguyện này là sự cam kết chia sẻ sự thịnh vượng với người khác. Trong đoạn văn gốc, người đọc được khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và sự thành công của họ với cộng đồng, cũng như giúp đỡ gia đình và bạn bè nếu họ trở thành triệu phú. Đây là một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc không chỉ nhận mà còn chia sẻ. Sự thịnh vượng thực sự không chỉ là sự tích lũy của cải cho bản thân mà còn là khả năng lan tỏa phước lành và giúp đỡ người khác trên con đường của họ. Khi chúng ta chia sẻ sự thịnh vượng của mình, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực, thu hút thêm nhiều phước lành vào cuộc sống của mình. Tổng lãnh Thiên thần Uriel, với ánh sáng thiêng liêng của Ngài, khuyến khích chúng ta trở thành nguồn ánh sáng cho người khác, để chúng ta không chỉ là người nhận mà còn là người ban phước lành. Bằng cách chia sẻ, chúng ta củng cố sự kết nối của mình với thế giới tâm linh và đảm bảo rằng sự thịnh vượng của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và lan rộng. Kết nối với cộng đồng cũng là một phần quan trọng trong hành trình này. Khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của mình với người khác, chúng ta không chỉ khuyến khích họ mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ. Cộng đồng này không chỉ là nơi để chia sẻ niềm vui và thành công mà còn là nơi để tìm kiếm sự an ủi và động viên trong những lúc khó khăn. Khi chúng ta cầu nguyện cùng nhau, sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ được nhân lên và chúng ta sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cả cộng đồng và thế giới tâm linh. Cuối cùng, lời cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel không chỉ là một nghi lễ đơn thuần mà là một phần của một hành trình dài hơi. Đó là hành trình của sự phát triển bản thân, của việc khám phá và thực hiện tiềm năng thực sự của chúng ta. Khi chúng ta bước đi trên con đường này, chúng ta sẽ thấy rằng sự thịnh vượng không phải chỉ là một mục tiêu cuối cùng mà là một quá trình liên tục của sự trưởng thành và thay đổi. Mỗi bước đi trên con đường đó, mỗi lời cầu nguyện và mỗi hành động đều đưa chúng ta đến gần hơn với sự thành công và sự thịnh vượng thực sự. Trong suốt hành trình này, chúng ta sẽ học được rằng sự thịnh vượng không phải lúc nào cũng đến dưới hình thức của tiền bạc hay vật chất. Đôi khi, nó đến dưới dạng những mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe, sự bình an trong tâm hồn và sự hài lòng với cuộc sống. Tổng lãnh Thiên thần Uriel dạy chúng ta rằng sự thịnh vượng thực sự là sự cân bằng giữa tất cả những yếu tố này
và rằng khi chúng ta đạt được sự cân bằng đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Một điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ là dù chúng ta có cầu nguyện bao nhiêu lần, nếu không có sự thay đổi trong hành động và tư duy, thì kết quả vẫn sẽ như cũ. Lời cầu nguyện chỉ là một phần của quá trình, phần còn lại là sự cam kết và nỗ lực của chúng ta để biến những lời cầu nguyện đó thành hiện thực. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel, chúng ta không chỉ yêu cầu Ngài ban phước mà còn yêu cầu Ngài hướng dẫn chúng ta trên con đường hành động đúng đắn. Chúng ta cầu nguyện để có được sự khôn ngoan, để biết khi nào nên hành động và khi nào nên kiên nhẫn chờ đợi. Trong suốt quá trình này, sự kiên nhẫn là một yếu tố không thể thiếu. Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của mình không được đáp lại ngay lập tức, và điều đó có thể dẫn đến sự thất vọng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng mọi thứ xảy ra vào đúng thời điểm của nó. Tổng lãnh Thiên thần Uriel biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, và Ngài sẽ đáp lại khi thời điểm đó đến. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta cần giữ vững niềm tin và tiếp tục hành động theo những gì chúng ta đã cầu nguyện. Trong phần tiếp theo của hành trình, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về cách thức mà Tổng lãnh Thiên thần Uriel có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc sống, từ những khó khăn tài chính cho đến những rào cản tâm lý. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà lời cầu nguyện có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để biến đổi cuộc sống của chúng ta, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn trong tất cả các khía cạnh khác. Tổng lãnh Thiên thần Uriel không chỉ là người bảo trợ cho sự thịnh vượng mà còn là người dẫn dắt chúng ta đến với sự hiểu biết sâu sắc về bản thân và thế giới xung quanh. Như vậy, lời cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm sự thịnh vượng tài chính mà còn là một hành trình tâm linh, một quá trình tự khám phá và phát triển. Qua mỗi lời cầu nguyện, mỗi lần thiền định, chúng ta lại tiến thêm một bước trên con đường đến với sự thịnh vượng toàn diện. Tổng lãnh Thiên thần Uriel, với ánh sáng vàng thiêng liêng của Ngài, sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, hướng dẫn và bảo vệ chúng ta trên hành trình này. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình, chúng ta sẽ không chỉ có được sự thịnh vượng mà còn có được sự bình an và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Hãy mở mắt và cảm tạ Chúa vì khoảnh khắc thiêng liêng này. Đừng quên để lại trong phần bình luận câu với sự giúp đỡ của Tổng lãnh Thiên thần Uriel: tôi sẽ trở thành triệu phú tiếp theo và tôi sẽ có nhiều tiền để giúp đỡ toàn bộ gia đình mình. Amen. Sự giúp đỡ của bạn rất quan trọng. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và gia đình của bạn và đừng quên đăng ký, để lại like và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo và giúp lời cầu nguyện của chúng ta đến được với nhiều người hơn. Biết ơn. Sự hỗ trợ từ cộng đồng là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ hành trình nào, đặc biệt là trong hành trình tâm linh. Cộng đồng không chỉ cung cấp sự hỗ trợ tinh thần mà còn tạo ra một môi trường nơi mà chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel, việc kết nối với một cộng đồng những người có cùng chí hướng có thể làm tăng cường sức mạnh của lời cầu nguyện và tạo ra một sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Trong một cộng đồng tâm linh, sự chia sẻ là một yếu tố then chốt. Khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của mình, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn nhận được sự phản hồi và hỗ trợ từ họ. Điều này tạo ra một vòng xoáy tích cực, nơi mà mỗi người đều được khích lệ và cảm thấy được kết nối. Cộng đồng tâm linh trở thành một nơi an toàn, nơi mà mọi người có thể bày tỏ những cảm xúc, những lo lắng và những hy vọng của mình mà không sợ bị phán xét. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel trong cộng đồng, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho bản thân mà còn cầu nguyện cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của tất cả mọi người. Điều này tạo ra một sự đoàn kết mạnh mẽ, nơi mà mọi người cùng nhau hướng tới những mục tiêu chung và hỗ trợ lẫn nhau trong suốt hành trình. Sự hỗ trợ từ cộng đồng không chỉ làm tăng cường sức mạnh của lời cầu nguyện mà còn giúp chúng ta cảm thấy không đơn độc trong hành trình tâm linh của mình. Ngoài ra, cộng đồng cũng cung cấp một môi trường để chúng ta học hỏi và phát triển. Khi chúng ta kết nối với những người có cùng chí hướng, chúng ta có thể học hỏi từ những kinh nghiệm và kiến thức của họ.
Điều này không chỉ giúp chúng ta mở rộng hiểu biết của mình mà còn giúp chúng ta phát triển những kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Tổng lãnh thiên thần Uriel, với sự hướng dẫn của Ngài, sẽ giúp chúng ta tìm kiếm và kết nối với những người mà chúng ta có thể học hỏi và phát triển cùng. Một khía cạnh quan trọng khác của cộng đồng là khả năng tạo ra sự động viên và khích lệ. Trong cuộc sống, có những thời điểm mà chúng ta cảm thấy mất phương hướng hoặc thiếu động lực. Trong những thời điểm này, sự động viên từ cộng đồng có thể là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Khi chúng ta cảm thấy được hỗ trợ và khích lệ từ những người xung quanh, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình của mình. Biến lời cầu nguyện thành hành động cụ thể. Lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel không chỉ dừng lại ở việc cầu xin sự giúp đỡ từ Ngài, mà còn đòi hỏi chúng ta phải hành động. Hành động là một phần không thể thiếu để hiện thực hóa những gì chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đặt ra những mục tiêu cụ thể và yêu cầu sự hướng dẫn từ Tổng lãnh thiên thần Uriel. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cần phải hành động với lòng kiên nhẫn và quyết tâm. Hành động cụ thể có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta cần phải sẵn sàng thay đổi những thói quen và hành vi cũ không còn phù hợp với mục tiêu của mình. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi cách quản lý tài chính cá nhân, học hỏi những kỹ năng mới hoặc thậm chí là thay đổi môi trường sống hoặc làm việc để tạo ra những điều kiện tốt hơn cho sự phát triển. Thứ hai, hành động cụ thể còn bao gồm việc tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng học hỏi. Khi chúng ta cầu nguyện cho sự thịnh vượng, chúng ta cũng cần phải mở rộng tầm nhìn của mình để nhận ra những cơ hội có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu đó. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng đón nhận những thay đổi và sẵn sàng học hỏi từ những người khác. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta nhận ra những cơ hội này và hướng dẫn chúng ta trên con đường đúng đắn. Thứ ba, hành động còn bao gồm việc duy trì một tinh thần kiên định và không từ bỏ. Trong quá trình thực hiện lời cầu nguyện, chúng ta có thể gặp phải những thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta không nên nản lòng mà cần phải tiếp tục hành động với lòng quyết tâm. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta giữ vững niềm tin và hành động với lòng kiên nhẫn. Sức mạnh của tâm linh và niềm tin trong hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng. Trong hành trình dài đi tìm kiếm sự thịnh vượng và thành công, mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách và khó khăn khác nhau. Sự thịnh vượng không chỉ đơn thuần là kết quả của may mắn, mà còn là kết quả của sự cam kết kiên trì, nỗ lực không ngừng và niềm tin vững chắc vào bản thân và vào những nguồn sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta tin tưởng. Một trong những nguồn sức mạnh đó là sự kết nối với thế giới tâm linh, nơi chúng ta có thể tìm thấy sự hướng dẫn và hỗ trợ để vượt qua những thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel không chỉ là một nghi lễ tâm linh đơn thuần mà còn là một biểu hiện mạnh mẽ của niềm tin và sức mạnh của tâm linh. Nó không chỉ giúp chúng ta kết nối với Tổng lãnh thiên thần mà còn giúp chúng ta định hình lại tư duy của mình, để chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Việc này không chỉ dừng lại ở sự cầu nguyện, mà còn yêu cầu chúng ta hành động phù hợp với những gì mà chúng ta tin tưởng và cầu nguyện. Lời cầu nguyện như một công cụ tâm linh. Lời cầu nguyện đã tồn tại từ thời cổ đại như một công cụ mạnh mẽ giúp con người kết nối với các thực thể thiêng liêng và tìm kiếm sự hướng dẫn trong cuộc sống. Trong nhiều tôn giáo và truyền thống tâm linh, lời cầu nguyện được coi là một phương tiện để giao tiếp với thần linh, xin phước lành, sự tha thứ, hoặc sự can thiệp thiêng liêng trong những thời khắc cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng lời cầu nguyện còn có thể là một công cụ mạnh mẽ để chuyển hóa tư duy và hiện thực hóa mục tiêu của bản thân. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel, chúng ta không chỉ đơn thuần là yêu cầu sự giúp đỡ để trúng xổ số hoặc đạt được thịnh vượng tài chính. Thực chất, chúng ta đang sử dụng lời cầu nguyện như một cách để thay đổi tư duy của mình, để mở ra những cơ hội mới và để thu hút những năng lượng tích cực vào cuộc sống. Lời cầu nguyện trở thành một công cụ để chúng ta khẳng định niềm tin của mình vào sự dồi dào và phú quý,
và đồng thời để yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổng lãnh Thiên thần Uriel trong việc đạt được những điều đó. Lời cầu nguyện cũng là cách để chúng ta đặt ra những mục tiêu cụ thể cho bản thân. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel, chúng ta không chỉ yêu cầu Ngài ban phước cho mình mà còn định rõ những gì chúng ta muốn đạt được. Điều này giúp chúng ta tập trung hơn vào mục tiêu của mình và đưa ra những quyết định phù hợp để đạt được chúng. Lời cầu nguyện trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển bản thân và giúp chúng ta kiên định với mục tiêu của mình. Vai trò của niềm tin trong việc hiện thực hóa lời cầu nguyện. Niềm tin là yếu tố then chốt trong việc thực hiện lời cầu nguyện. Không có niềm tin, lời cầu nguyện chỉ là những lời nói rỗng tuếch. Niềm tin không chỉ giúp chúng ta kiên định với mục tiêu của mình mà còn giúp chúng ta vượt qua những thử thách và khó khăn trên đường đi. Khi chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện và vào sự hiện diện của Tổng lãnh Thiên thần Uriel, chúng ta tạo ra một sức mạnh vô hình thúc đẩy chúng ta hành động và giữ vững niềm hy vọng ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Niềm tin cũng giúp chúng ta vượt qua những rào cản tâm lý mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống. Những rào cản này có thể bao gồm những suy nghĩ tiêu cực, sự thiếu tự tin, hoặc những niềm tin hạn chế mà chúng ta đã xây dựng từ quá khứ. Khi chúng ta cầu nguyện với niềm tin vững chắc, chúng ta đang yêu cầu Tổng lãnh Thiên thần Uriel giúp chúng ta loại bỏ những rào cản này và thay thế chúng bằng những tư duy tích cực và mạnh mẽ hơn. Niềm tin trở thành nền tảng để chúng ta xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và thành công. Sự kết hợp giữa lời cầu nguyện và hành động. Một lời cầu nguyện sẽ không mang lại kết quả nếu nó không đi kèm với hành động. Tổng lãnh Thiên thần Uriel có thể hướng dẫn và bảo vệ chúng ta, nhưng chúng ta cần phải hành động để thực hiện những lời cầu nguyện của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải sẵn sàng để làm việc chăm chỉ, để học hỏi và phát triển, và để nắm bắt những cơ hội mà chúng ta có thể gặp trên đường đi. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel để đạt được sự thịnh vượng tài chính, chúng ta cần phải sẵn sàng thay đổi những thói quen và hành vi của mình. Điều này có thể bao gồm việc học cách quản lý tài chính cá nhân tốt hơn, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, hoặc thậm chí là thay đổi cách nhìn nhận về tiền bạc và sự thịnh vượng. Lời cầu nguyện chỉ có thể mang lại kết quả nếu chúng ta sẵn sàng hành động để hiện thực hóa những điều mà chúng ta cầu nguyện. Hành động này cũng bao gồm việc duy trì một tư duy tích cực và không ngừng học hỏi. Trong quá trình thực hiện lời cầu nguyện, chúng ta có thể gặp phải những thử thách hoặc khó khăn. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, chúng ta cần phải giữ vững niềm tin và tiếp tục hành động với sự quyết tâm. Tổng lãnh Thiên thần Uriel sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường này, nhưng chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng và không từ bỏ mục tiêu của mình. Tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và chờ đợi. Trong quá trình cầu nguyện và tìm kiếm sự thịnh vượng, kiên nhẫn là một yếu tố quan trọng. Không phải mọi lời cầu nguyện đều được đáp lại ngay lập tức, và đôi khi, chúng ta phải chờ đợi trong thời gian dài trước khi thấy kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi đó, chúng ta cần giữ vững niềm tin và tiếp tục hành động. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là biết cách chờ đợi với lòng kiên nhẫn và niềm tin. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên nản lòng khi chưa thấy kết quả ngay lập tức, mà thay vào đó, chúng ta nên tiếp tục làm việc và giữ vững niềm tin rằng Tổng lãnh Thiên thần Uriel đang dẫn dắt chúng ta trên con đường đúng đắn. Trong thời gian chờ đợi này, chúng ta có thể tiếp tục học hỏi và phát triển, chuẩn bị cho bản thân khi cơ hội đến. Sự kiên nhẫn cũng giúp chúng ta nhận ra rằng đôi khi, những thử thách và khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống là những bài học quý giá giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel, chúng ta không chỉ yêu cầu sự giúp đỡ mà còn yêu cầu Ngài giúp chúng ta học hỏi từ những kinh nghiệm của mình. Sự kiên nhẫn giúp chúng ta nhận ra giá trị của những bài học này và sử dụng chúng để phát triển bản thân. Thiền định và tự phản chiếu trong quá trình cầu nguyện. Thiền định là một phần quan trọng trong quá trình cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên thần Uriel. Khi chúng ta thiền định, chúng ta tạo ra một không gian yên tĩnh để kết nối với thế giới tâm linh và với chính bản thân mình.
Thiền định giúp chúng ta lắng nghe tiếng nói bên trong, để hiểu rõ hơn về những điều mà chúng ta thực sự mong muốn và những gì chúng ta cần làm để đạt được chúng. Thiền định cũng giúp chúng ta tự phản chiếu về cuộc sống của mình, để nhận ra những điều mà chúng ta cần thay đổi hoặc cải thiện. Trong quá trình thiền định, chúng ta có thể nhận ra những rào cản hoặc những suy nghĩ tiêu cực đang ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Bằng cách nhận ra những điều này, chúng ta có thể bắt đầu làm việc để loại bỏ chúng và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta thiền định và tự phản chiếu, chúng ta cũng tạo ra một kết nối mạnh mẽ hơn với Tổng lãnh Thiên Thần Uriel. Trong không gian yên tĩnh của thiền định, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài và nhận được những hướng dẫn từ Ngài. Điều này giúp chúng ta cảm thấy được bảo vệ và hướng dẫn trên con đường đến với sự thịnh vượng và thành công. Sự chia sẻ và kết nối với cộng đồng. Một yếu tố quan trọng khác trong quá trình cầu nguyện là sự chia sẻ và kết nối với cộng đồng. Khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và những thành công của mình với người khác, chúng ta không chỉ giúp đỡ họ mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ. Sự kết nối với cộng đồng giúp chúng ta cảm thấy được động viên và hỗ trợ trong những thời khắc khó khăn, và nó cũng giúp chúng ta lan tỏa những năng lượng tích cực đến với những người xung quanh. Sự chia sẻ cũng là một cách để chúng ta cảm ơn Tổng lãnh Thiên Thần Uriel và những nguồn sức mạnh tâm linh đã giúp đỡ chúng ta trên con đường đến với sự thịnh vượng. Khi chúng ta chia sẻ những phước lành mà chúng ta đã nhận được, chúng ta không chỉ lan tỏa những điều tốt đẹp mà còn tạo ra thêm nhiều cơ hội để nhận được những phước lành mới. Sự chia sẻ giúp chúng ta duy trì một dòng chảy năng lượng tích cực trong cuộc sống và đảm bảo rằng sự thịnh vượng của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. Tổng lãnh Thiên Thần Uriel và hành trình tâm linh. Khi chúng ta tiếp tục khám phá về Tổng lãnh Thiên Thần Uriel và vai trò của Ngài trong hành trình tâm linh của chúng ta sẽ nhận ra rằng Ngài không chỉ là một biểu tượng của sự thịnh vượng tài chính mà còn là người dẫn dắt chúng ta đến với sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Tổng lãnh Thiên Thần Uriel giúp chúng ta nhận ra rằng sự thịnh vượng không chỉ đến từ tiền bạc mà còn từ sự cân bằng trong cuộc sống, từ những mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn. Tổng lãnh Thiên Thần Uriel cũng dạy chúng ta rằng sự thịnh vượng thực sự là kết quả của sự trưởng thành và phát triển tâm linh. Khi chúng ta làm việc với Ngài, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự thành công vật chất mà còn tìm kiếm sự hoàn thiện về mặt tâm linh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng thay đổi và phát triển để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hành trình tâm linh với Tổng lãnh Thiên Thần Uriel là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, khi chúng ta bước đi trên con đường này, chúng ta sẽ thấy rằng nó không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn mang lại sự bình an và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Tổng lãnh Thiên Thần Uriel sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, hướng dẫn và bảo vệ chúng ta trên hành trình này, và Ngài sẽ giúp chúng ta đạt được mọi mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho bản thân. Tầm quan trọng của sự biết ơn trong hành trình tìm kiếm sự thịnh vượng. Biết ơn là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển sự thịnh vượng. Khi chúng ta biết ơn những gì chúng ta đã có, chúng ta tạo ra một năng lượng tích cực giúp thu hút thêm nhiều phước lành vào cuộc sống. Sự biết ơn cũng giúp chúng ta duy trì một tâm trí tích cực và tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giúp chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp và những cơ hội mà chúng ta có thể gặp phải. Trong lời cầu nguyện với Tổng lãnh Thiên Thần Uriel, chúng ta không chỉ yêu cầu sự giúp đỡ mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với những gì chúng ta đã nhận được. Điều này giúp củng cố mối quan hệ của chúng ta với Ngài và đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự hướng dẫn và bảo vệ từ Ngài. Sự biết ơn cũng giúp chúng ta nhận ra rằng sự thịnh vượng không chỉ đến từ những thành quả lớn mà còn từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta thực hành sự biết ơn, chúng ta cũng học cách sống chậm lại và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Điều này giúp chúng ta tránh bị cuốn vào vòng xoáy của sự tham lam hoặc mong muốn có được nhiều hơn, mà thay vào đó, chúng ta học cách tận hưởng những gì chúng ta đã có và sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tổng lãnh Thiên Thần Uriel và sự phát triển cá nhân.
Tổng lãnh thiên thần Uriel không chỉ giúp chúng ta đạt được sự thịnh vượng tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cá nhân của chúng ta. Khi chúng ta làm việc với Ngài, chúng ta học cách trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Ngài giúp chúng ta nhận ra rằng sự thành công không chỉ đến từ việc đạt được mục tiêu mà còn từ việc vượt qua những khó khăn và thử thách trên đường đi. Sự phát triển cá nhân là một quá trình liên tục, và Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ hướng dẫn chúng ta trên mỗi bước của hành trình này. Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra những phẩm chất và kỹ năng mà chúng ta cần phát triển để đạt được mục tiêu của mình. Điều này có thể bao gồm việc học cách quản lý tài chính tốt hơn, phát triển kỹ năng giao tiếp, hoặc học cách đối mặt với những nỗi sợ hãi và lo lắng của bản thân. Khi chúng ta phát triển cá nhân, chúng ta cũng học cách trở thành người dẫn dắt và hỗ trợ cho người khác. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng sự thành công thực sự không chỉ là việc đạt được mục tiêu cá nhân mà còn là việc giúp đỡ và hỗ trợ người khác trên hành trình của họ. Khi chúng ta chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm của mình với người khác, chúng ta tạo ra một tác động tích cực đến cộng đồng và giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel là việc định hình lại tư duy của chúng ta về tiền bạc và sự thịnh vượng. Trong xã hội hiện đại, tiền bạc thường được coi là mục tiêu cuối cùng của sự thành công. Tuy nhiên, Tổng lãnh thiên thần Uriel dạy chúng ta rằng sự thịnh vượng thực sự không chỉ đến từ tiền bạc mà còn từ sự cân bằng trong cuộc sống, từ những mối quan hệ tốt đẹp, sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn. Khi chúng ta cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel, chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn nhận về tiền bạc. Thay vì coi tiền bạc là mục tiêu cuối cùng, chúng ta nên coi nó là một phương tiện để đạt được sự thịnh vượng và hạnh phúc. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải học cách quản lý tiền bạc một cách khôn ngoan và không để nó kiểm soát cuộc sống của mình. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng sự thịnh vượng thực sự đến từ sự cân bằng và sự hài lòng với những gì chúng ta đã có. Việc định hình lại tư duy về tiền bạc còn bao gồm việc nhận ra rằng sự thịnh vượng không chỉ đến từ những thành quả lớn mà còn từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta học cách trân trọng những điều nhỏ bé và biết ơn những gì mình đã có, chúng ta sẽ thấy rằng sự thịnh vượng đang ở xung quanh chúng ta mỗi ngày. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta nhận ra giá trị của những điều này và sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Hơn nữa, việc định hình lại tư duy còn bao gồm việc thay đổi cách chúng ta đối mặt với những khó khăn tài chính. Thay vì coi khó khăn là một trở ngại, chúng ta nên coi đó là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn này và biến chúng thành những bước đệm để đạt được sự thịnh vượng và thành công. Kết hợp sự thịnh vượng với tâm linh và sự phát triển cá nhân. Khi chúng ta kết hợp sự thịnh vượng với tâm linh và sự phát triển cá nhân, chúng ta sẽ đạt được một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Sự thịnh vượng không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển bản thân và tâm hồn để đón nhận những phước lành mà chúng ta cầu nguyện. Sự phát triển cá nhân là một quá trình liên tục, đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng thay đổi và học hỏi. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ hướng dẫn chúng ta trên mỗi bước của hành trình này, giúp chúng ta phát triển những kỹ năng và phẩm chất cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Điều này có thể bao gồm việc học cách quản lý thời gian, phát triển kỹ năng giao tiếp, hoặc học cách đối mặt với những nỗi sợ hãi và lo lắng của bản thân. Khi chúng ta phát triển bản thân, chúng ta cũng học cách trở thành người dẫn dắt và hỗ trợ cho người khác. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng sự thành công thực sự không chỉ là việc đạt được mục tiêu cá nhân mà còn là việc giúp đỡ và hỗ trợ người khác trên hành trình của họ. Khi chúng ta chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm của mình với người khác, chúng ta tạo ra một tác động tích cực đến cộng đồng và giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Việc kết hợp sự thịnh vượng với tâm linh và sự phát triển cá nhân còn giúp chúng ta đạt được sự cân bằng trong cuộc sống. Khi chúng ta cân bằng giữa công việc, gia đình và sức khỏe, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng hơn với cuộc sống của mình.
Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ giúp chúng ta duy trì sự cân bằng này và sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa. Sức mạnh của sự tích cực và lời cầu nguyện trong cuộc sống. Cuối cùng, lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel là một hành trình của sự tích cực và niềm tin. Khi chúng ta cầu nguyện với Ngài, chúng ta không chỉ yêu cầu sự thịnh vượng mà còn yêu cầu Ngài giúp chúng ta phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng thay đổi, phát triển và hành động để hiện thực hóa những lời cầu nguyện của mình. Sự tích cực là yếu tố quan trọng trong việc duy trì niềm tin và động lực trong cuộc sống. Khi chúng ta giữ vững tư duy tích cực, chúng ta thu hút được những năng lượng tích cực và những cơ hội tốt đẹp vào cuộc sống. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta giữ vững sự tích cực và hành động với niềm tin và quyết tâm. Trong hành trình này, chúng ta sẽ học được rằng sự thịnh vượng thực sự không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Khi chúng ta thay đổi tư duy, hành động với lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm, và biết ơn những gì chúng ta đã có, chúng ta sẽ thấy rằng sự thịnh vượng sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên và bền vững. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ luôn là người dẫn dắt và bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta đạt được mọi mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho bản thân. Lời cầu nguyện với Tổng lãnh thiên thần Uriel là một hành trình tâm linh sâu sắc, dẫn dắt chúng ta đến với sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Trong hành trình này, chúng ta sẽ thấy rằng sự thịnh vượng không chỉ là một mục tiêu cuối cùng mà là một quá trình liên tục của sự phát triển và thay đổi. Tổng lãnh thiên thần Uriel sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta đạt được mọi mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho bản thân và sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.